Yo, hello, xin chào mọi người nhá. Và chào mừng mọi người đã quay trở lại 715 Gaming. Tôi là Việt Hải. Và hôm nay chúng ta sẽ có một cái nội dung để mà nói cho anh em một chút về câu chuyện level 40. Cái level mà hiện giờ rất nhiều người muốn đạt được ở trong cái giai đoạn gọi là khoảng cỡ gần 10 ngày của tựa game Wood Ring Way này. Thực ra thì với những cái người mà có gọi là mua cái Wayplate hàng ngày ấy, thì anh em hiện giờ đã có thể lên level 40 rồi. Sau khi mà chúng ta được nhận 20 cái bình stamina dự trữ, tức là khoảng 1200 stamina, thì hiện giờ tôi thấy là cũng có khá nhiều người lên level 40 hết rồi. Nhưng mà đấy thường là những cái người mà anh em sẽ phải mua stamina hàng ngày thì công mới lên được, hoặc công ít nhất phải full map. Không, thực ra là kể cả thời điểm này có full map thì tôi thấy rằng hình như vẫn level 39 thôi thì phải. Nên là những cái người mà có điều kiện như bọn tôi mà lên level 40 xong ấy, thì sau khi mà trải nghiệm xong thì tôi rất là muốn có là chia sẻ với anh em những cái lưu ý, hay là level 40 thì có cái gì và chúng ta cần phải làm gì trước và sau khi level 40. Và một lần nữa chào mừng anh em quay trở lại kênh. Nếu thấy những cái video này hay cũng như là bổ ích thì có thể để lại cho tôi xin một like cũng như một đăng ký kênh anh em nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều và chúng ta sẽ vào nội dung chính luôn để không mất thêm nhiều thời gian của anh em nữa. Trước khi mà đến với cả nội dung chính đi thì tôi sẽ nói cho anh em một chút về những cái thứ chúng ta sẽ đạt được khi mà chúng ta lên level 40. Bởi vì là có thể nhiều anh em sẽ chưa biết 40 có cái gì, mặc dù là anh em có thể xem stream của tôi rồi. Thì ở thời điểm này anh em nhé, cái quan trọng nhất ý, tôi nghĩ là cái việc mà mọi người muốn lên 40 ý, nó cũng chỉ một phần đến từ những cái gọi là nguyên liệu tăng thêm hay là cũng như là vết tích đột phá các kiểu. Nhưng mà tôi nghĩ cái quan trọng nhất anh em ạ, nó chính là cái việc anh em sẽ update được từ data bank level 18 đến level 20. Level 18 anh còn nhớ đúng không? Ở tại cấp 30 thì cái tỷ lệ mà anh em farm ra 5 vàng với cả 4 sao tức là tím ấy, nó là 50-50. Thực tế là cái câu chuyện này nó rất là hên xui. Có nhiều ông trăm ấy thì anh em vẫn farm được đồ ngon, nhưng mà thường ấy thì cái tỷ lệ 50 là một tỷ lệ rất hên xui. Nên là thành ra cái việc mà anh em update từ level 18 lên level 19 thôi là cũng có 80-20 rồi. Nhưng mà cái view muốn lên level 19 và 20 này thì anh em phải đạt được cấp gọi là cấp đồng hành level 40. Và đây tôi nghĩ là cái mà đang gọi là ngon nhất để anh em lên cấp 40. Đặc biệt là những cái ông nào mà hiện giờ đợt vừa rồi nhận được 20 cục stamina, tức là 1200 ấy, nhiều anh em có thể xả luôn cả 20 cục đấy để mà công đạt được khoảng 9.000 kinh nghiệm. Và với 9.000 kinh nghiệm đấy anh em có thể lên level 40 luôn. Khi level 40 phát công sẽ unlock được cái data bank level 19 và anh em sẽ bắt đầu có cái tỷ lệ farm vàng là 80-20. Nói gì nói thì 80 là một con số rất là cao, đúng là cao thật. Bởi vì khi anh em đi farm thì cái tỷ lệ ra tím rất là thấp, nhưng mà nó vẫn ra tím không ạ, nó vẫn có cơ hội ra tím. Nhưng mà nói gì nói, trong một cái ngày mà đi farm full, hoặc là anh em đi farm, anh em cam, anh em farm những con cốt 4 sao, ví dụ như Dreamrep hay là công farm tinh tinh hay là công farm rùa, thì cái việc 80% ra vàng này nó là một con số rất là hời mà anh em nên cấp 40 trở lên. Và tôi nghĩ đây là cái điểm hời nhất đấy để em lên là 40. Và nó đáng để anh em sẵn sàng có thể đầu tư tất cả những cái cục gọi là sức mạnh stamina, sức mạnh khai phá hay là stamina, để mà công xả hết ra để công lên kinh nghiệm luôn. Bởi vì là thường từ level 39 đến 40 ấy, là anh em sẽ cần khoảng 10.000 kinh nghiệm. Và với 20 cục được nhà phát hành cho thêm từ cái đợt gọi là đền bù vừa rồi là anh em đã gần lên đủ rồi. Tôi đánh giá đây là cái đáng giá nhất để anh em có thể đầu tư vào. Cái thứ hai đó là gì? Là khi mà anh em lên trên level 20 đi thì anh em sẽ có một cái in hand drop rate là 100%. Thực ra thì cái này thì nó cũng không quá quan trọng anh em ạ. Cái in hand drop rate này anh em từ level 18 là 90 lên 100 nó không quá đáng kể. Tôi nghĩ là nó kiểu có thêm một chút thôi anh em ạ. Tất nhiên là bình thường ở level 18 này, nếu mà anh em đầu tuần hay là thứ năm chẳng hạn mà nó reset và công đi farm vẫn có thể công hụt, nhưng mà cái tỷ lệ rất là thấp nên là tôi nghĩ là không đáng kể đâu. Nên nhiều anh em đừng nhìn một con số 90 100 này công nghĩ là nó sẽ có ảnh hưởng nhiều. Nói chung là với những anh em mà đã xả hết cái này rồi thì công vẫn có một cái trích lỏ để công farm cốt 4 đúng không? Anh em farm con A không ra thì con B chắc chắn sẽ ra, kiểu vậy. Thì đôi khi công không cần cái gọi là in hand drop rate làm cái gì cả. Rồi, tiếp đến nhá. Chúng ta sẽ đến với cái việc là khi mà anh em level 40 ấy, thì cái cấp khai phá nó tăng từ rank 4 lên rank 5. Và khi cái rank 5 này công đi farm những cái thứ ví dụ như là đây, Tasset Field. Cái Tasset Field này là một cái thứ mà hiện giờ mọi người rất hay đi farm để mà mọi người bắt đầu đi gọi là lấy kinh nghiệm hay là lấy tuner để mà công bắt đầu unlock cho những cái món đồ Echo mà anh em đã farm ngoài map. Tôi phải công nhận một điều rằng ấy là bắt đầu tôi level 40 này mà tôi không đi farm cái Tasset Field được một tí nào. Thì thực tế là tôi chỉ được đâu đó chắc là khoảng 2 set gần full 25 anh em nhé. Từ những cái XP mà tôi chạy map làm nhiệm vụ rồi này nọ kia. Nên là cái việc mà anh em bắt đầu đi farm cái này là rất nhiều luôn. Bởi vì đây là cách duy nhất mà anh em có thể lấy được kinh nghiệm để mà nâng cấp cho Echo. Không cách nào khác anh em nhé. Thực ra ở thời điểm này thì nếu như mà anh em đi farm ở level 40 này mà công so với cả cái việc anh em đi farm ở level 30 thì level 40 nó hời hơn rất là nhiều. Level 30 của anh em thì theo những gì tôi biết anh em sẽ được một cục vàng và 8 cục tím. Nhưng mà khi lên level 40 này công sẽ được 2 cục vàng và thậm chí có thể 3 cục vàng và 10 cục tím. Nên bản chất là cái kinh nghiệm tăng rất là nhiều. Nhưng mà tuy nhiên có một cái câu chuyện là nhà phát hành đang có một cái sự thay đổi sang phiên bản 1.1 là họ sẽ nâng cấp lại cái số lượng material trong này em quà đi, anh em xả vào để em nhận thêm. Tôi đang chưa biết được rằng là liệu nhà phát hành họ sẽ tăng lên gấp rưỡi hay là họ tăng lên gấp đôi. Tôi đang chưa biết được anh em ạ, họ tăng lên bao nhiêu. Nhưng mà khả năng trong tương lai là sẽ có tăng lên đấy, bởi vì họ nhận ra rằng một điều rằng là cái 60 sức mạnh khai phá của anh em mà ném vào đây này nó đang cho lại cái số lượng quà hơi thấp. Nên là ở thời điểm này khi mà anh lên 40 thì công
vẫn có thể đi farm ở đây được, hoặc là anh em chờ tận 1.1. Mặc dù 1.1 anh em ạ, nó là rất lâu, chúng ta còn chưa sang nửa sau của 1.0, và chưa kể là nghe nói là sắp tới sẽ có một cái event đền bù thêm từ nhà phát hành, họ sẽ tăng x đôi quà của cái farm này. Thì tôi đã không biết là liệu x đôi này thì nó có giới hạn về mặt gọi là số lượng farm giống như bên Honkai Star Rail không. Tôi hy vọng là không, và nếu như mà họ x đôi lên thì khả năng ở 1.1 nó sẽ x đôi anh em ạ, khả năng là thế nhá. Nhưng mà tất nhiên rồi, anh em nào mà thời điểm này mà chưa có đồ mà mọi người muốn đi những cái content end game, ví dụ như là hologram hay là leo tháp chẳng hạn, mà cũng không có đồ rất là khó đi. Nên là cái việc ở thời điểm này, kể cả là tôi chẳng hạn, tôi đang không có đồ thì tôi vẫn phải vào đây sang farm anh em ạ. Và tất nhiên rồi, leo 40 thì nó sẽ có lợi hơn level 30. Và cái tiếp theo nữa là không chỉ ta set fill anh em ạ, tất cả những cái thứ farm liên quan đến vết tích của anh em này, hay là đột phá cho vũ khí này, hay thậm chí là đột phá cho nhân vật, nó đều tăng hết lên anh em ạ. Bình thường level 30 công farm cái này đúng không? Công sẽ ra 2 đúng không? Ra 2 là mắc. Nhưng mà lên level 40 chẳng hạn, công sẽ farm mắc là được 3 cái gọi là nguyên liệu để đột phá cho nhân vật. Và cái việc mà anh em farm những cái vết tích này thì bản chất là nó còn có cơ hội drop ra vàng, dù nó rất là thấp. Theo như cái gọi là trải nghiệm của tôi ấy, thì nó sẽ có khoảng đâu đấy khoảng 10-20% là anh em sẽ không ra tím, 50-60% công sẽ ra được tím. Cái tỷ lệ ra một tím rất là nhiều, và nó có đâu đó tôi nghĩ chắc là khoảng 10% gì đó ra được vàng. Hiện giờ mặc dù là tôi drop ra vàng được đúng một lần, nhưng mà nó là có cơ hội anh em ạ. Drop tím thì nó ra một cái anh em nhé, chắn nó sẽ ra một cái tím nếu mà nó ra tím. Tất nhiên là vẫn có trường hợp nó không ra tím, nhưng mà thường cái trường hợp này nó khá là ít, chắc khoảng 20-30% gì đấy. Nhưng mà thế là nó ngon hơn so với cái việc anh em farm 30 rồi. Và ngoài ra ấy, là khi mà anh em bắt đầu đột phá level 40 ấy, thì công sẽ có một cái đặc quyền nữa, đó chính là anh em sẽ nâng cấp kỹ năng của nhân vật từ level 4 lên level 6, và thậm chí là anh em sẽ mở được cái vết tích đột phá cuối cùng này. Cái kỹ năng thêm này ấy, nó sẽ tùy từng con, nó sẽ có nhiều cái khả năng khác nhau. Như là anh lăng cọc của chúng ta chẳng hạn, anh em thấy rằng là cái vết tích này anh lăng cọc sẽ được tăng thêm 12% quýt đam kéo dài trong 8 giây. Cái này hơi tiếc một tí anh em ạ, ngày xưa ở bản beta ấy, cái này của anh lăng cọc ngày xưa tăng 12 tỷ để bảo đấy, nhưng mà chắc là bởi vì anh lăng cọc mạnh quá nên là nhà phát hành họ quyết định là họ sẽ nớp đi cái này đi, thành còn có 12 quýt đam. Về bản chất là giảm một nửa hiệu quả của cái tầng vết tích này, và đặc biệt là anh em sẽ được mở thêm 2 cái vết tích tăng thêm này nữa. 2 cái vết tích này hiện giờ đang tăng khoảng 800% tấn công với cái giá rất là đắt anh em ạ. Cái giá này thì đây anh em có thể xem luôn, cái giá của cái vết tích này thì công nhìn mà công ngã ngửa mẹ luôn, nó là 3 cục vàng công ạ, và một đồ nguyên liệu boss tuần kinh dị luôn. Hôm tôi farm mãi tụt hết cả quần anh em ạ, tôi farm ra được gọi là 6 cục vàng này đáp cho anh Long, sợ mẹ luôn mà. Nhưng mà tất nhiên rồi, nếu không có cái gì có thể nâng cấp nữa thì bắt buộc ông vẫn phải nâng cấp những vết tích này để mà anh em tăng thêm một chút gọi là tấn công cho nhân vật. Nhưng mà tuy nhiên anh em nhé, cái vết tích tăng thêm này thì có một vài cái nhân vật nó ngon, nhưng một vài nhân vật thì như cái quần què chẳng đâu xa, đó chính là anh Cancharo của chúng ta đấy, đẹp trai có đúng không, bạc có, ngầu có, vết tích đột phá cuối cùng thì như cái quần què vậy, hẳn là giảm 15% sát thương nhận phải trong 5 giây. Mẹo who need that. Tôi đoán đây là một cú gọi là, tôi không biết nhân vật này ở bản beta là nó có cái vết tích này không, nhưng mà nếu như bản beta mà không có vết tích này thì đây là một cú nớp công ạ, để đảm bảo cho anh lôi của chúng ta không thật sự là out trình được bọn limited. Hẳn là mẹ giảm sát thương 15%, cay thật, cho một tựa game kỹ năng lé 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 đúng không, phản đòn cay thật. Nếu có thể nếu anh em mà đột phá lên mọi người không cần nâng cái này được, chẳng qua là tôi nghĩ là nếu mà level 40 thì mọi người được nhất thì mọi người nên nâng những cái vết tích này lên level 6 hết, nó không quá đắt đâu anh em ạ, nhưng mà cái hiệu quả của nó là có thật, nó tăng rất nhiều luôn đấy, đặc biệt là với những ông nào mà đang cái để cái kỹ năng này level 1 mà câu lên level 6, cái skill multiple tăng lên rất đáng kể luôn. Và khi mà câu bắt đầu nâng cấp được hết tất cả những cái này xong, tôi ví dụ như anh lăng cọc của tôi chẳng hạn, full rồi, 666 hết rồi, được chưa? Tôi bắt đầu nâng được những cái món đồ của mình lên cộng 25. Đó, bắt đầu có đồ, bắt đầu có một cái chỉ số nó ổn ổn một tí. Đây có chả phải mạnh nhé. Đây là 65 và 218, và tôi còn đang cầm không ra set 4331, mà tôi còn đang cầm set gì? 4341, còn cầm cái quần què gì cơ ông ạ? Tôi còn chả thèm cầm set đâu cơ. Bản chất của tôi chỉ muốn lấy cái chỉ số to để mà tôi bắt đầu đi những content end game thôi. Và thực ra tôi không có đủ một cái set mạnh, nhưng mà hiện giờ anh Long của tôi vẫn có một lượng sát thương ổn. Và khi mà tôi bắt đầu đủ sát thương rồi ấy, thì bắt đầu chạm đến những cái content kiểu dạng như là hologram, và thậm chí là công có thể mon men bắt đầu đi đánh gọi là tháp. Bởi vì hiện giờ là cái tháp Tower Adversity của chúng ta ấy, là chỉ còn 5 ngày nữa là sẽ kết thúc cái mùa đầu tiên. Nên là anh em nào mà bắt đầu build được rồi thì mọi người bắt đầu đi vào cái hazard zone để mà anh em bú liếm một chút gọi là ngọc ánh sao ở trong đó. Anh em chỉ cần một nhân vật có chỉ số đủ tỷ lệ bạo kích, một chút sát thương bạo kích, có tấn công là công sẽ đi được. Có thể công sẽ không đi được nhiều, nhưng mà công sẽ đi được một chút để mà anh em bú một chút ngọc ánh sao. Ok chưa? Thì đấy là cái mục tiêu mà anh em lên level 40 để mà công đi farm cái content end game này. Nhưng cái việc lên level 40 nó cũng có một cái hệ quả nó khá đau đớn anh em ạ. Đó là nếu anh em biết rằng những tựa game khác ấy, khi mà công nâng cấp thế giới lên thì toàn bộ quái ở trong cái thế giới này nó cũng tăng lên. Nếu mà công nâng cấp thế giới lên 40 mà công không có những cái gọi là set
quét đồ, có một chỉ số ổn. Công không nâng đột phá cho vũ khí, công không nâng level cho nhân vật, công lại còn là gì ta, không có vết tích, không có thiên phú, thì cái việc mà công đi chạy map ấy nó trở nên cực kỳ là khó thở. Quái mạnh hơn hẳn luôn công ạ. Quái rất trâu. Anh em mà không có những cái thứ đó, công đánh quái thì gần như là mẹ thở oxy luôn. Bình thường công chạy map bình thường sẽ đánh một con chắc khoảng mất mấy giây đúng không? Bây giờ công mà không có cái gì cả, công đánh chắc phải mất mấy chục giây. Nên mà khi anh lên 40 xong thì công muốn chạy map dễ thở hơn, công lại phải hạ cái cấp thế giới xuống để mà dễ dàng chạy hơn. Hoặc là anh em sẽ phải nhờ bạn bè vào chạy cùng. Hoặc là cách cuối cùng là công sẽ phải nâng các cái thứ này lên, như tôi chẳng hạn. Vũ khí 70, level 70, có đồ và thậm chí là có một cái chỉ số nó ổn ổn một tí. Nhưng mà tuy nhiên để mà anh em có thể nâng được tất cả mọi thứ này trong một cái thời gian ngắn khi công lên 40 ấy, mà khi mà công đã xả hết toàn bộ những cái gọi là stamina trước level 40 rồi, để công xả level 40 ấy, thì gần như cái việc lên level 40 công sẽ bị ngợp ấy. Tại sao lại là ngợp? Bởi vì là khi mà lên 40 xong công không còn một cái thứ gì trong người để mà công bắt đầu đi farm đột phá cho anh Long. Anh Long này, khi mà công đột phá lên level 70 ấy, công sẽ mất đến 9 cái đồ gọi là đột phá. 9 này công sẽ phải farm. May mắn thì công sẽ phải farm tổng cộng là 3 lần boss thủ lĩnh. Và 3 lần đấy công sẽ mất 180 stamina. 180 là gần một ngày rồi. Trong khi đó nâng vũ khí cũng tốn, nâng vũ khí đột phá lên cũng tốn anh em ạ. Đấy. Trong khi đó anh em nâng level cho nhân vật lên 70 cũng tốn. Trong khi đó công nâng vết tích lên cũng tốn. Cái gì nó cũng tốn. Tất nhiên tôi biết rằng lên là 40 công sẽ được thưởng 10 cái bình gọi là sức mạnh gọi là stamina cô đặc, gọi là vậy cho dễ đi, ở trong shop. Nhưng mà cần đấy vẫn là chưa đủ anh em ạ. Bởi vì đôi khi là công cần phải nâng nhiều con, chả phải một con. Anh em thích con anh Long thì công mới nâng anh Long thôi. Chứ còn ví dụ nhiều ông nào tham, ông muốn nâng cả Cancharo nữa chẳng hạn, ông lại muốn nâng cả Men Havoc chẳng hạn, thì ở cái thời điểm mà lúc mà anh em vừa lên 40 rất là khó khăn. Bản thân tôi nhá, là lên 40 tôi có 10, lên 40 tôi có 20 cục của nhà phát hành, tôi có Battle Pass, có thêm cục gọi là stamina cô đặc nữa. Mà đấy anh em thấy không, tôi lên xong rồi tôi cũng chỉ farm được cho đúng anh Long. Anh Long 70, tôi chỉ farm đúng cho Cancharo 70. Vết tích 2 cái cuối tôi còn chưa nâng được. Vũ khí của tôi hiện giờ còn đang dùng chung với cả anh Long. Rồi thậm chí là tín dụng của anh em nó có tụt như tụt quần luôn. Nếu như nhà phát hành mà cho luôn cái 1 triệu thì may ra còn thở được, chứ hiện giờ tôi đây, từ gần 2 triệu hơn tôi còn có 600.000. Nên chính vì thế chúng ta đẻ ra một câu chuyện. Thế thì trước khi level 40 chúng ta nên xả vào đâu để mà sau khi đạt 40 xong anh em không ngợp? Tất nhiên là cái việc xả vào đâu anh em ạ, nó đều lỗ cả so với cái việc mà công lên level 40. Đây là chuyện đương nhiên anh em phải chấp nhận, chứ không bao giờ có một cái nào nó gọi là ngang hay là lời cả. Ngang còn không có, có chứ nói là lời. Xả vào đâu cũng lỗ cả. Nhưng mà ở cái giai đoạn mà các anh em chuẩn bị lên 40 thì tôi nghĩ rằng cái cách để mà cho anh em gọi là thoải mái nhất ấy, thì mọi người nên farm trước. Mọi người nên farm trước một cái gì đó để mà đảm bảo rằng khi lên 40 anh em sẽ không cần phải farm cái đó nữa. Thường ở thời điểm này tôi thấy người ta hay xả vào credit, hoặc là kể cả anh em không xả vào credit cũng được, công có thể đi farm đột phá trước cho anh Long cũng được, mặc dù nó có lỗ, chỉ là nó lỗ nhiều hay lỗ ít thôi. Thực ra tôi nghĩ là lỗ ít nhất là credit anh em ạ, lỗ ít nhất là credit. Còn xả vào cái đột phá này, thường ở cấp 30 anh em chỉ được có 2, trong khi mà công lên 40 công được tận 3, nó chênh kém rất nhiều. Rồi anh em có thể farm vào những cái thứ ví dụ như là vết tích chẳng hạn cũng được, mặc dù vết tích thì đương nhiên rồi, vết tích ở cái thời điểm 40 với cả 30 nó vẫn chênh nhau, nhưng mà vết tích vẫn được. Miễn dù sao là bản thân là vết tích của anh em nó nên ở level 4 rồi, thì khi mà lên level 40 thì công sẽ lên level 6 thôi, nó sẽ dễ thở hơn. Hoặc là anh em cần cái gì, anh em cần cái cục để mà tăng level nhân vật, thì hiện giờ cái cục tăng level nhân vật đây tôi cũng đã farm từ trước từ một đống rồi anh em ạ. Anh em thấy không, tôi có 46 cục vàng, 212 cục tím. Bản thân là tôi đã farm trước ở cái level 3 mấy rồi, tôi dự đoán là khi mà tôi lên 40 xong phát tôi cần nâng nhiều con nhân vật, thì từ đó trở đi tôi sẽ không cần để farm cái củ cải nữa. Nói chung anh em xả vào đâu cũng được, miễn sao là khi mà lên 40 phát là công sẽ không cần để farm cái đó nữa, để mà anh em nhẹ gánh đi một chút. Chứ bây giờ khi mà có được 40 cái gì cũng farm công ngợp đấy. Đặc biệt là những cái ông nào mà hiện giờ còn đang nghiện farm eco quá ấy, thì gần như là thể công sẽ có một set đồ mạnh thì tốt, đúng không? Anh em đập vô và anh em ra đồ ngon thì tốt, thì công lên level cao công sẽ ok, cái vấn đề không phải lo nữa. Nhưng mà nếu mà không mà đập vào mà nó đéo ra đồ gì, nó giống hệt câu chuyện của Honkai Star Rail hay là Genshin Impact. Công xả sớm, công đập đồ, công lãng phí tài nguyên vào, công trả ra cái kết quả gì cả. Đấy thì theo tôi ở cái thời điểm mà bắt đầu chuẩn bị lên gọi là đột phá cho cấp thế giới mới từ 39 đến 40 thì tôi nghĩ là anh em có thể tập trung vào farm những cái thứ như là tín dụng này, những cái thứ như là kinh nghiệm để lên level nhân vật này, hay là vết cũng được, hay là đột phá cho nhân vật cũng được, chỉ là cùng lắm nhá. Câu không cần những cái đấy nữa. Câu nghĩ rằng lên 40 mình không sống vội, mình chơi từ từ cũng được, nhưng đồ đạc của mình phải đẹp thì công vẫn đi farm Tarset Field được. Nhưng mà ở thời điểm này tôi nghĩ farm Tarset Field nó đang hơi lỗ một tí đấy, bởi vì sắp tới là nó còn thay đổi nữa cơ. Đến như tôi bây giờ tôi lên 40 rồi, tôi còn không muốn đi farm Tarset Field. Vì sao? Bởi vì là tôi nghe nói là sắp tới có ích đôi, tự nhiên bây giờ đi farm nghe nó cũng phí không mà. Xong rồi sang 1.1 nó lại thay đổi cơ chế, mặc dù vẫn phải farm anh em ạ, nhưng mà tôi cứ cảm giác bị lừa ấy. Nên tất nhiên ở thời điểm này anh em nào mà nghiện farm đồ thì vẫn farm thôi, chả vấn đề gì đâu. Nhưng mà tôi nghĩ lên 40 thẳng farm. Còn lại khi 40 xong phát là công nên cố gắng nâng những cái thứ ví dụ như là vũ khí này, nhân vật trước, xong rồi
lên vết tích. Thì đây là ba cái cách mà anh em gia tăng sức mạnh nhân vật nhanh nhất. Còn đồ thì các ông vẫn dùng đồ cũ là xong. Thậm chí là các ông còn không cần phải đập đồ 25 nhé. Tôi khuyên thật anh em không nên đập đồ 25. Đồ 25 hiện giờ, trừ khi là các ông có những món đồ ngon, chứ còn các ông đập đồ 25 bây giờ là một cú lừa đấy. Đồ ngon đập 25 thì không sao, nhưng mà đồ mà bình thường thì tôi nghĩ chắc chỉ cần đập đến 20 thôi em. Bởi vì cái khoảng cách từ 20 đến 25 ấy nó tốn rất nhiều kinh nghiệm. Thậm chí là 15 cũng được ấy. Bản chất là mình chỉ cần một chút chỉ số thôi để mình chạy bắt cho nhanh. Khi mà câu đập từ một món lên 1 đến 20 thì anh em sẽ dư ra kinh nghiệm từ 20 đến 25, và sau đó anh em sẽ dùng cái kinh nghiệm đó cũng đập thêm những món nữa. Bây giờ ví dụ tôi, anh em nhìn nhá, tôi hiện giờ nhá, nếu mà nói về đồ nhá, tôi có đúng anh Long có đủ set đồ. Con Gian Gian của tôi hiện giờ có đúng cái món này cộng 25, các cái món này cộng không. Verina của tôi không có món nào cộng. Đúng anh Lôi là nhân vật thứ hai, tôi đang có cái món cốt 3 này cộng 25. Tức là bản thân tôi hiện giờ đang chưa đi farm ta set fill, và tôi đã đốt hết gọi là cái kinh nghiệm gọi là echo của tôi vào được có mấy món 25, nên nó rất là lãng phí anh em ạ. Nên là theo tôi khuyên anh em, với anh em nào mà xác định mình chơi chiêu chiêu thôi, mình cứ bình tĩnh thôi, mình bình tĩnh mà sống, mình không việc gì phải vội cả, mình không bị áp lực bởi những cái group ở trên Facebook khi mà họ khoe đồ quá xịn, thì mình cứ đập mà cộng 20 cũng được. Xong rồi sau này khi mà có điều kiện, khi mà cái cơ chế echo nó thay đổi lại thì lúc đó mình đi farm cũng được, đúng không? Thậm chí là nhiều ông bây giờ đập echo mẹ nghiện quá, tín dụng không còn đồng nào cơ. Lúc đấy anh em bắt đầu lại đi farm tín dụng nữa, cũng mất thêm mấy ngày để farm tín dụng. Thế là cái hiệu quả của cái việc mà nâng vết tích các kiểu nó cũng trở lên chậm hơn rất là nhiều. Thế chốt lại thì có nên rớt content để mà lên 40 hay không? Và những anh em nào thì nên lên 40 ở thời điểm này? Tôi nghĩ thực ra là cái việc mà rất nhiều anh em trên kênh chat, mọi người rất hay hỏi tôi là thế em đang ba mấy rồi có nên xả hết không? 2x rồi có xả không? Hay là chờ lên 40 xả một thể? Thực ra để mà trả lời câu hỏi này, thường tôi sẽ có xu hướng trả lời là anh em xả level nào cũng được. Bản chất là nó chỉ là chi phí cơ hội thôi anh em ạ. Tức là nếu mà công xả ở thời điểm này thì công sẽ lên cấp nhanh hơn, và lên cấp nhanh hơn thì những cái stamina hồi hàng ngày nó sẽ cho anh em một cái hiệu quả farm tốt hơn ở cái cấp cao hơn đấy. Thế tôi ví dụ đi, công đang ở level 3x mà công muốn lên 40, thì khi mà công xả hết tất cả thì công lên 40 xong, thì những cái stamina hàng ngày ở level 40 ấy, nó sẽ cho anh em một cái hiệu quả farm tốt hơn. Còn nếu như mà bây giờ công không xả thì những cái stamina hàng ngày của anh em nó sẽ bị hiệu quả kém hơn tại level 3x. Nên là với những anh em nào mà kiểu mọi người cũng không thật sự quá quan tâm, mọi người không vội, mọi người chơi thật sự là chill, mọi người không bị áp lực, mọi người không bị nhìn những người khác lên cấp nhanh hơn, thì mọi người thích xả lúc nào cũng được. Mọi người đến 60 xả cũng được, chả phải là 40. Bởi vì rõ ràng rồi, anh em xả ở 40 thì nó sẽ lỗ hơn xả ở 50. Xả ở 50 thì có thể sẽ lỗ hơn xả ở 60, đúng không? Xả ở đâu thì cũng sẽ lỗ hơn thôi không ạ. Nhưng mà biết bao giờ mới lên được những cái level cao như thế. Nên tôi nghĩ là nếu anh em mà kiểu chơi bình thường thì mọi người cứ xả cũng được, thích xả lúc nào cũng được. Nhưng mà tuy nhiên nhé, tôi nghĩ rằng ấy là những anh em nào mà có cái thời gian chơi game hàng ngày đủ nhiều thì mọi người nên xả luôn. Bởi vì mọi người xả luôn thì mọi người sẽ lên cấp 40 nhanh hơn. Và lên 40 nhanh hơn thì cái thời gian mọi người chơi game hàng ngày ấy, anh em sẽ đi farm được rất nhiều eco. Bởi vì lên 40 anh em đi farm eco, đúng không? Thì tôi nói vừa nãy rồi, đúng không? Cái tỷ lệ farm ra vàng hiện giờ chúng ta 80-20. Còn với những anh em nào một ngày chơi được có một tiếng là cùng, công chỉ vào để công đi mở dương, công làm cốt truyện, công không có nhiều thời gian để mà chơi game, thì cái việc công xả thì tôi nghĩ chắc là để kệ thôi. Để bao giờ tự lên level 40 để công xả một thể cũng được. Hoặc là để đến cái thời điểm nào đấy mà sau này anh em có nhiều thời gian chơi game hơn, những lúc cuối tuần ấy, thì công xả một lúc là xong. Và đặc biệt ấy là những cái bạn nào mà hiện giờ đang 39 chẳng hạn, mà mọi người đang muốn lên 40 sớm để mà công đi map, để mà công bú được cái tỷ lệ gọi là 80 vàng và 20 tím, quá trầm cảm với cái việc luôn toàn ra tím, thì lên 40 ở thời điểm này rất tốt. Còn với những anh em nào mà chiêu chiêu thì thôi, không quá quan trọng đâu anh em ạ. Nên là cái câu chuyện rớt content hay không thì thực ra thì với những cái người mà làm nội dung như bọn tôi thì đương nhiên rồi, thậm chí là hàng ngày anh em tôi còn phải mua full gọi là cái gọi là cái sức mạnh khai phá. Cái này này, cái stamina tí tôi sẽ mua, tôi full tôi xả. Để mà làm gì để mà lên cấp nhanh nhất có thể. Hiện giờ bọn tôi đang cố level 45 để lấy được free món vũ khí vàng, để mà cho ví dụ tôi chẳng hạn, tôi sẽ lấy cái kiếm đơn cho main dùng. Còn với anh em mọi người không bị áp được cái chuyện đấy thì mọi người chơi từ cũng được. Chỉ chẳng qua lên 40 thì đương nhiên rồi, anh em nhìn thấy mấy ông 40 farm ra mẹ nhiều vàng hơn, công sẽ ham hơn. Tôi cũng thế thôi. Mặc dù map tôi còn chưa chạy full anh em nhé. Chứ không bình thường ở thời điểm này nhé, nếu mà chạy full map này thì như chắc phải được 43 rồi đấy. Rồi ra còn một cái nữa anh em ạ. Cái này không liên quan đến câu chuyện 40, nhưng mà nó là liên quan đến câu chuyện nhà phát hành tặng. Thì tôi sẽ nói luôn. Hiện giờ thì anh em biết rồi đúng không? Nhà phát hành tặng quà chúng ta cái này, đợt vừa rồi có nói đấy, nhà phát hành gọi là rớt content nhanh, nên thành ra họ tặng cho chúng ta 10.000 kinh nghiệm của cái Path to Pass. Thì thông thường là khi mà tặng 10.000 này, 10 level này, thì rất nhiều anh em ở thời điểm này đã lấy được cho mình cái món vũ khí Path to Pass tại level 30 rồi. Cái món vũ khí ở thời điểm này thì nó có 5 món anh em ạ, tương ứng với cả 5 trường phái các ông muốn chơi. Và đặc biệt là với những ông nào mà mua pass ship 400.000 ấy, 500.000 ấy, thì anh em được thêm một cái vật phẩm nữa, nó tên là Golden Ginkgo. Nó chính là cái này anh em ạ, cho những anh em chưa biết. Cái này những ông nào mua rồi thì sẽ biết đây này, cái này. Lúc đầu tôi không biết là cái gì, cho đến khi tìm hiểu ra biết rằng cái này chỉ
chính là cái thứ để mà tinh luyện cái vũ khí Battle Pass của anh em lên. Tức là bản thân khi mà anh em mua Battle Pass hiện giờ, mọi người sẽ được một trong năm món vũ khí này. Anh em cần trọng kiếm thì có trọng kiếm, công cần hai cái món vũ khí là bao tay với cả cái pháp khí này, có tiểu cái công sẽ có luôn. Và đặc biệt là công sẽ có cái kia thì anh em sẽ được gọi là gì? Tinh luyện thêm một tầng nữa, công sẽ lên tầng 2 luôn. Và khi mà làm thế này thì công sẽ tích được cái tầng 5 rất là nhanh. Cái món vũ khí này chỉ bị đúng một cái vấn đề thôi anh em ạ. Em nhìn rằng cái bay tấn công rất là thấp. Những cái món vũ khí này hiện giờ nó chỉ có bay tấn công là 33 anh em ạ, và thậm chí có những món là 31. Trong khi đó những cái món vũ khí vàng của chúng ta, ví dụ chấn của anh Long hay là vũ khí ở trong banner thường, hiện giờ nó có tận bay tấn công là tận 47. 47 anh em ạ, 47 là chênh lệch rất nhiều đấy các bác. Nhưng mà cái vũ khí Battle Pass nó lại bù lại cho anh em được cái gì? Đó là nếu như mà sau này em tích được tầng tinh luyện bậc cao thì cái món vũ khí này nó sẽ gia tăng rất nhiều cái lượng gọi là buff thêm đến từ cái việc tinh luyện. Nên là dù gì mà nói ở thời điểm này, với những anh em nào mà không có ý định lấy những cái vũ khí 5 sao limited vũ trấn của anh Long dành cho anh Long và Kakaro, hay là công lấy sau này có Jilin ra, công lấy cái pháp khí của Jilin đấy dành cho Encore với cả Jilin, thì cái việc ở thời điểm này ấy, nếu như mà anh em có thể lựa chọn cho mình những cái pháp khí mà có dòng tỷ lệ bạo kích, tuy bây tấn công nó hơi thấp một, nhưng bù lại sau này công tinh luyện lên nó sẽ buff thêm những cái thứ khác đến từ tấn công thì nó cũng rất là ổn. Và chưa kể là cái trọng kiếm 5 sao này anh em này, nói chung là tôi thấy là từ cái hồi beta ấy, tôi thấy là nhiều theory crafter ở nước ngoài người ta đánh giá cái món vũ khí này rất là cao. Tuy nhiên để mà cao được như chấn của anh Long không thì tôi cũng chưa chắc lắm, bởi vì tôi cũng chưa thực sự là tính toán về cái mặt Excel dành cho những cái món vũ khí này. Với cả ở cái thời điểm mà nói gì nói là chúng ta chưa thực sự chạm đến end game thì về đồ đạc của chúng ta cũng chưa ngon, nên là cái việc so sánh món vũ khí pass hay là món vũ khí limited nó không đúng cho lắm. Bởi vì nhiều khi là về end game thì đồ anh em có hết rồi thì đôi khi những cái bay tấn công này nó ảnh hưởng rất là nhiều, cái tỷ lệ bạo kích đôi khi nó không còn quan trọng nữa. Bình thường cái này là 4% tấn công đúng không, nhân với cả 5 lần đúng không, nó là 20% tấn công, thì sau này nếu mà tôi không nhầm nó tích luyện 5 lên nó sẽ được 40% tấn công anh em ạ. Và với 40% tấn công này bản chất nó bù lại cho em một lượng khá tấn công, nhưng mà tuy nhiên thì mà so sánh với cả ví dụ như là trọng kiếm của anh Long chẳng hạn thì nó lại hơi khập khiễng một chút, bởi vì là dù gì mà nói chấn của anh Long bay tấn công to hơn, cái thứ hai là nó có đam bonus, và cái thứ ba nó có tăng quýt đam để đổi ngang với cả cái tỷ lệ bạo kích đúng không, và nó tăng rất nhiều đam bonus anh em ạ. Nhưng mà với cả để một cái câu chuyện mà anh em có thể tích được cái gọi là vũ khí Battle Pass bậc 5 thì nó lâu. Bên game này nó cho anh em pay to win một cách công mua Battle Pass xịn công được thêm một lần tinh luyện rồi đấy, mà nó vẫn lâu anh em ạ. Nó vẫn cần ít nhất là tận 3 phiên bản mà đúng không, chứ đâu phải nhanh. Và chưa kể là ví dụ anh em có những cái vũ khí ở trong banner thường chẳng hạn, bay tấn công rất là to. Nên là tôi nghĩ là cái vũ khí Battle Pass ở thời điểm này thực ra thì vẫn là một những cái món vũ khí tốt. Anh em không cần phải suy nghĩ lăn tăn quá nhiều đâu. Mọi người chỉ cần suy nghĩ rằng là ví dụ level 45 công được free một món vũ khí rồi, công sẽ lấy món vũ khí đấy cho ai, thì cái món vũ khí còn lại trong Battle Pass anh em sẽ dành cho DPS còn lại. Trong game này hiện giờ đang có một cái trích lỏ khá hay, tôi không biết trong tương lai nó có sửa hay không. Đó là một cái món vũ khí như là kiểu Verdant Summit của anh Long này, tôi thậm chí là phải dùng cho hai nhân vật là anh Long và anh Lôi Kakaro. Nên là ở thời điểm này không bắt buộc tôi sẽ phải lấy thêm vũ khí cho Kakaro làm gì cả. Tôi đoán là trong tương lai khả năng là nhà phát hành họ sẽ fix cái này, bởi vì là ở giai đoạn đầu game thì có thể họ sẽ nhả ra cho công để công thở một tí, nhưng mà tôi tin chắc là khả năng sẽ fix đấy công ạ. Bởi vì thế lợi quá anh em, thế thì việc gì người ta phải đi roll hai cái món vũ khí làm gì, khi mà đi leo tháp anh em chỉ cần đúng một món vũ khí công đổi qua đổi lại. Thế thì thành ra ở thời điểm này có thể anh em sẽ lấy là ví dụ chẳng hạn trấn anh Long mọi người lấy đây dùng cho cả hai nhân vật Kakaro. Vũ khí banner thường như tôi chẳng hạn là tôi sẽ lấy kiếm đơn dành cho Main và Danjin, thậm chí là Sanhua cũng được hay là Janjan cũng được. Còn cái vũ khí Battle Pass chẳng hạn có thể tôi sẽ lấy pháp khí nếu mà tôi không roll trấn của Jinlin, ví dụ tôi có nâng trấn của Jinlin chẳng hạn thì tôi sẽ lấy trấn Jinlin dành cho cả Encore và Jinlin luôn. Còn cái vũ khí Battle Pass thì tôi sẽ nghiên cứu về cái súng hoặc là cái găng tay chẳng hạn. Thế thì như vậy là tất cả nhân vật trong game của tôi hoàn toàn có cơ hội đều có vũ khí sử dụng. Đấy thì cái câu chuyện Battle Pass nó chỉ có thế thôi. Thành ra hiện giờ kiểu anh em lên là 30 sớm quá là nhiều người có thể sẽ lăn tăn một chút về cái câu chuyện là nên lấy món vũ khí nào. Và đặc biệt thì tôi thấy rằng cái tựa game này nó cũng sẽ giống tựa game Honkai Star Rail, khi mà cái số lượng tài nguyên ấy nó cho rất là nhiều. Nên là anh em là một có điều kiện thì có thể là một người đầu tư một cái thẻ tháng rồi, anh em cũng có thể nên đầu tư một cái Battle Pass nữa thì anh em sẽ có rất nhiều tài nguyên. Đặc biệt trong những giai đoạn đầu game này mọi người đói tài nguyên kinh khủng khiếp luôn. Anh em đều nhớ đúng không? Thế hồi mà chúng ta chơi Honkai Star Rail đấy, mấy cái phiên bản 1.đến 1.3, uầy, chả đói tài nguyên ác. Giai đoạn đầu mà chúng ta chẳng có cách nào để kiếm tài nguyên cả, chẳng có event, chẳng có thế nọ thế kia. Nhưng mà sau này ấy, có thừa mứa rồi, có không cần. Con game này cũng vậy thôi anh em ạ. Giai đoạn đầu game có được cái Battle Pass bắt cảm giác này, tài nguyên trong người cũng gọi là dùng dình luôn. Và đó là tất cả những gì tôi có dành cho anh em, những cái người mà chuẩn bị level 40, muốn lên level 40, hoặc là đặc biệt là những người đã level 40 rồi. Mọi người sẽ cần phải làm gì, lưu ý gì trước khi lên cái mốc level này. Và đặc biệt là những cái ông mà đang băn khoăn cái việc là nên xả sức mạnh khai phá vào thời điểm nào ấy. Nên là thành ra là nếu anh em thấy những cái nội dung như thế này hay thì mọi người có thể để lại cho tôi xin một like cũng như một đăng ký kênh để mà ủng hộ tôi ra thêm những cái nội dung này trong tương lai. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều và hẹn anh em trong những cái video lần tới nhé. Và nếu anh em nào có những câu hỏi nào thì có thể để lại ý kiến của mình thành phần bình luận nhé. Thank you mọi người và hẹn mọi người trong những video sau.